quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhiên. con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ Đại Kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tình không chuyển ngữ hành chân biên tập Minh Tâm Thời gian giảng ngày 23 tháng 8 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Kông tập 555 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Hồng xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Chúng ta bắt đầu xem từ trang 723 Hàng cuối cùng Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới Kinh Ta bắt đầu xem từ đây Nói Tất cả chư Phật trong ba đời Đều không có sở hữu Chỉ nương vào tự tâm Bồ Tát nếu có thể hiểu chư Phật Và tất cả Pháp Đều do tâm lượng Được thùy thuận nhẫn Chúng ta xem câu này Ý câu này rất thâm sâu Đây là Đức Thế Tôn tùy thuận chân đế mà nói Đây là cảnh giới chư Phật Không phải cảnh giới vàng phu Đầu tiên nói với chúng ta về ba đời Tất cả chư Phật trong ba đời Mười phương đều không sở hữu Hoàn toàn phủ định đây là điều khiến người khác giật mình Học Phật suốt mấy mươi năm Phật không có Trong các tôn giáo khác Không có cách nói như thế này Nhưng đây là thật Không phải giả Vậy Phật từ đâu mà có Do tâm hiện thức biến Đạo lý này phải hiểu Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm là tâm của chính mình Thức là thức của mình Tâm của mình và tâm của tất cả chúng sanh là một Chân tâm không có hai Toàn thể vũ trụ là do chân tâm biến hiện ra Hiểu được chân tướng sự thật sẽ biết Biến pháp giới hư không giới với chính mình Có mối liên hệ gì? Là một thể, một tâm Cùng một tâm tánh biến hiện ra Thập pháp giới Mê thất chân tâm Đều dùng vọng tâm Vọng tâm là A-lại gia A-lại gia mọi người đều có Chân tâm lớn bao nhiêu A-lại gia cũng lớn chừng đó Nhưng nó mê Không giống là gì Bất đồng chính là mặt na thức Mạc na Thức chấp trước cái ta Mạc na Thức có tôi, có bạn, có anh ta Không giống nhau Cho nên trong kinh Đức Phật thường dùng chân tâm Ví như biển lớn Trong biển lớn thanh tịnh Không có ô nhiễm Không có sông Lúc này gọi là chân tâm Bị nhiễm ô Dậy sống Bọt nước gọi là vọng tâm Chân vọng là nhất thể Trong vọng tâm nổi bọt sống Phật dùng điều này làm ví dụ Bọt nước này Chính là cá thể của cá nhân mỗi người Chắc trước kỳ cố Bọt nước này là chính mình Không biết biển lớn là chính mình Không biết tất cả bọt nước trong biển lớn Vẫn là chính mình Không biết điều này Chúng sanh trong 10 pháp giới Chính là cảnh giới này Nếu bọt nước bị bể mới biết cả biển nước mênh mông này là chính mình bọc nước bị bể là gì là đã buông bỏ ngã chấp và pháp chấp buông bỏ hai thứ này là thành phật cách nhìn nhận suy nghĩ đối với tất cả pháp không có gì khác với chư phật như lai chúng ta biết cả biển lớn này là chính mình tất cả bọt nước trong biển lớn cũng là chính mình là mình trong trạng thái mê xuất hiện hiện tượng này bọt nước không chứa ngại biển lớn biển lớn cũng không chứa ngại bọt nước chân tâm suy là không tịch không có gì cả không chứa ngại sự sinh diệt của tất cả pháp, không trở ngại, sự sinh diệt của tất cả pháp cũng không làm chứa ngại tâm thanh tịnh. cho nên đích thực là sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Điều này không phải là hy hữu Không phải là thần thông Pháp vốn như vậy Tất cả Pháp vốn là như vậy Đây là chân tướng Bồ Tát nếu có thể hiểu được Chư Phật và tất cả Pháp Đều do tâm lượng trong Kinh Lăng Nghiêm nói Tùy tâm ứng lượng Có thể làm được tùy theo tâm chúng sanh Mà biến hiện ra như thế Người này được tùy thuận nhẫn Họ ở thế gian này không mê Đích thực là tâm của họ như trên đề kinh này nói Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác, giác mà không mê Chúng sanh mê, họ không mê Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian Chính là như ở đây nói họ có thể hòa đồng với chúng sanh cùng nhau chung sống tất cả đều tùy thuận chúng sanh nhưng tâm họ không để lại dấu ấn vì sao vậy vì họ dùng chân tâm chân tâm chính là ở đây nói họ dùng bốn loại trí trong kinh nói năm loại trí cách đối thông thường là bốn loại trí chuyển bát thức thành tứ trí chúng ta phàm phu không biết không có cách nào phát giác được nó chúng ta dùng bát thức họ dùng tứ trí không có chút chướng ngại nào được tùy thuận nhẫn Thật ra nhẫn này là trí Là định Khi Đức Thế Tôn còn tại thế Phạm Phu chúng ta thấy Ngài không khác gì mình Mỗi ngày dậy sớm nhập định sau khi xuất định giảng kinh dạy học đây đều là làm cho học trò xem làm cứ cho học trò phải để họ giống như phật vậy vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác Thói quen sinh hoạt trong tăng đoàn Mười giờ tối nghỉ Họ nghỉ ngơi là vào giữa đêm Ấn Độ tính thời gian gọi là Ngày đêm sáu thời Ban ngày phân thời gian thành ba thời gọi là sơ nhật phân nhật là mặt trời sơ nhật phân trung nhật phân hậu nhật phân một thời là bốn tiếng buổi sáng từ sáu giờ đến mười giờ là đầu ngày đây là thời thứ nhất Từ 10 giờ đến 2 giờ trưa là giữa ngày Thời thứ hai từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều là cuối ngày Buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ là đầu buổi tối Từ 10 giờ tối đến 2 giờ khuya là giữa đêm Từ 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng là cuối đêm Nó phân chia như vậy Vậy thế ngày đêm 6 thời Người Trung Quốc dùng 12 giờ Dùng tí sử dần mão Một giờ của Ấn Độ là Trung Quốc 2 giờ Hiện nay chúng ta dùng giờ của nước ngoài Người phương Tây chia một ngày thành 24 tiếng Nên chúng ta gọi là tiểu thời Tiểu từ đâu mà có nó nhỏ hơn Trung Quốc Nhưng thời gian của Trung Quốc nhỏ hơn Ấn Độ Ấn Độ một giờ hiện tại là bốn giờ Cho nên Nửa đêm ngủ nghỉ Thời gian ngủ là nửa đêm Chính là nghỉ ngơi Họ ngủ nghỉ đều là ngồi thiền Ngày nay chúng ta gọi là không nằm xuống Cho nên, 10 giờ đêm nghỉ, 2 giờ khuya dậy, dậy làm gì? Dậy vẫn là ngồi thiền. Nhưng đây là tu thiền công, tu thiền định, chỉ cho phép công phù tốt. Đích thực là họ không ngủ. Người mới học ngủ được 4 tiếng Phạm thánh ở cùng nhau hòa thuận Đức Thế Tôn cũng biểu diễn như thế cho chúng ta thấy Giảng kinh dạy học Khoảng sau giờ buổi sáng khi thức dậy Chúng ta tin rằng Là khoảng 6-7 giờ Lúc này là dạy học Dạy học xong, mọi người cùng đi khất thực Người xuất gia ăn cơm Nhất định là trước giờ ngọ Sao giờ ngọ không ăn Thông thường Nơi ở các nơi khất thực Khất thực ở nơi thị trấn Hay thành phố nhỏ Nơi có người ở Thành thị Xóm làng Thôn trang đây là nơi đi khất thực đến nhà người khất thực cho bao nhiêu tốt bấy nhiêu một bát cơm không thể một nhà cúng dường à, vậy Phật khổ. Nên Đức Phật cho phép hàng đệ tử khất thực bảy nhà Không được quá bảy nhà Bảy nhà không khất thực được Thì không được đến nhà thứ tám Đến nhà thứ tám là tham tâm Nên họ có quy định Một nhà đủ thì không đến nhà thứ hai Không đủ thì mới đi tiếp nhà khác khất thực xong không phải khất thực xong là dùng mà trở về về đến đạo tràng đem tất cả thức ăn để vào một nơi rồi chia ra cùng ăn bình đẳng vì có người khất thực được thức ăn ngon còn có người thức ăn không ngon nên khi trở về mọi người phân chia bình đẳng đoàn thể này không nhỏ, một ngàn hai trăm năm mươi lăm người, thêm đức thế tôn nữa là một ngàn hai trăm năm mươi sáu người. Đoàn thể này sống một cuộc sống như vậy, nên được tùy thuận nhẫn. Hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Phạm phu đối với điều này rất khó khăn Vì sao vậy? Vì đều có tư tâm Sống trong đời sống này Khiến tư tâm của chúng ta bị mai sạch Khiến cho mỗi niệm ta đều nghĩ đến đoàn thể Không nghĩ đến cá nhân không có cái tôi sống trong này không có quan niệm về cái tôi là quan niệm gì đoàn thể này là nhất thể không phải một nhà một nhà vẫn còn xa xôi thân thể mỗi người khác nhau phải vứt bỏ buông bỏ Xả bỏ quan niệm sai lầm này Đoàn thể này là nhất thể Từ nhất thể này mở rộng ra Biến pháp giới, hư không giới và chính mình là nhất thể Quý vị xem Hoàn toàn thể hiện trong đời sống hàng ngày Công khu tu hành Nếu đến sơ địa của biệt giáo Nghĩa là sơ trụ của viên giáo Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là sơ trụ Bồ Tát sơ trụ Đích thực là đã buông bỏ khởi tâm đồng niệm Trong cuộc sống hàng ngày Sự sự đối nhân tiếp vật Không khởi tâm, không động niệm Buông bỏ khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước tự nhiên không còn nữa Đây là gì? Đây là Bồ Tát đây không phải là tên thân phân duyên giác mà đây là pháp thân bồ tát cho nên bỏ thân họ có thể đến thế giới diệu hỷ nhanh chóng sanh vào đó rất nhanh sau khi xả bỏ thân này họ liền đến thế giới diệu hỷ Thế giới diệu hỷ là cư sĩ Duy Ma Cật Chúng ta biết Đương thời Đồng thời xuất hiện hai vị Phật Người thường chỉ biết đến Đức Phật Thích Ca Ngài là người xuất gia Cư sĩ Duy Ma Cật là tại gia Trong kinh ghi chép rất rõ ràng Cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia Địa vị hoàn toàn bình đẳng, đẳng với Đức Thế Tôn Không có chút sai biệt nào Cư sĩ Duy Ma giảng kinh Quý vị xem Hàng đệ tử Phật như Ngài Xá Lợi Phất Ngài Mục Kiền Liên A Nan đều đến nghe Lễ thiết, hoàn toàn giống với Phật Thích tươi. Ca. À, Đảnh lễ cư sĩ Duy Ma ba lại, đi nhiễu lão bên xe. phải ba vòng. À, Điều này, này chứng tỏ Trân thành Phật không nhất định là phải xuất gia. xuất gia nghĩ là gì xuất gia là cầu cho bản thân tu học ít phiền não xuất gia tu hành tốt hơn tại gia trong nhà có rất nhiều tình chấp rất khó buông bỏ là vì vấn đề này từ trên phương diện này chúng ta nghĩ công phu tu hành của người tại gia cao hơn người xuất gia vì sao vậy? Vì người xuất gia phải xa rời tình chấp Phải buông bỏ tình chấp Còn người tại gia không rời tình chấp Mà không có tình chấp Là công phu thật Đó không phải giả Tâm địa vĩnh viễn là thanh tịnh, bình đẳng giác Cư sĩ Duy Ma chính là đến từ thế giới diệu hỷ Trong kinh Duy Ma nói Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất Có một cõi nước Phật gọi là diệu hỷ Ở thế giới diệu hỷ có một vị Phật gọi là vô động Nghĩa là bất động Cư sĩ Duy Ma Là bất động như lai Đã viên tịch ở đó Đến thị hiện ở thế giới này của chúng ta Nói như vậy Cư sĩ Duy Ma cũng là đã thành Phật Từ lâu xa về trước Đến thế gian này Dùng thân cư sĩ để độ chúng sanh Đức Thế Tôn là dùng thân Phật Cần dùng thân Phật để độ thoát Liền hiện thân Phật Mà vì đó nói Pháp Duy Ma là cần dùng thân cư sĩ để độ thoát liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói Pháp Đây là hai vị Phật Đồng thời lại thể hiện một sự thật cho chúng ta thấy Đó chính là Phật Pháp là sư đạo sư đạo tức thầy là lớn nhất cư sĩ giảng kinh thuyết pháp ở trên đài giảng kinh họ là thầy bồ tát cũng được thanh văn cũng được duyên giác cũng được ta ở dưới nghe kinh là học sinh như vậy lễ tiết ta đối với thầy thì cũng giống như đối với phật thích ca vậy bởi thế hàng đệ tử thanh văn bồ tát của thế tôn thấy cư sĩ duy ma đều hoàn toàn giống như thấy đức phật vậy người xuất gia không có tâm ngạo mạn không được nói tôi xuất gia là cao hơn người một bậc không được như vậy đây là sai lầm vô cùng lớn Người xuất gia thì càng phải kiên tốn Càng nên cung kính Vì sao vậy? Quý vị sẽ làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội Sao ta có thể cống cao ngã mạng? Thế nên Phật Bồ Tát độ hóa chúng sanh Dùng rất nhiều phương tiện thiện xảo Trong hàng đệ tử Đệ tử tại gia và xuất gia Cũng có không ít vị là cổ Phật tái sanh Có một vài vị Đức Phật nói ra thân phận Chưa nói ra lại càng nhiều hơn Các cư sĩ hộ pháp cũng có Phật Bồ Tát tái sanh Cổ kiên trong ngoài không có gì khác à, Người tu hành chân chánh Đích thực giống như Ngài Huệ Năng vậy Suốt đời luôn kiên tốn Luôn tôn trọng Kính trọng tất cả chúng sanh Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh vốn là Phật Chư Phật Bồ Tát Thập Pháp giới y, y chánh trang nghiêm Toàn là duy tâm sở hiện Duy sức sở biến Chứ à, thực quen là cùng một thể Vì quen sao quen phải khiêm tốn Để giúp người chưa quen. giác ngộ quen Người quen. chưa quay đầu Chúng sanh chính là Phật Khi mê thì gọi là chúng sanh Giác ngộ gọi là Phật Là một không phải hai Đây gọi là trí tuệ chân thật Từ bi chân thật Hoặc là Họ sanh đến tịnh độ của Phật A Di -đà, Đà ở thế giới cực lạc. Giúp Phật giáo hóa chúng sanh Thì hiện làm đệ tử Phật Thì hiện làm hộ pháp của Phật tiếp theo nói là hiểu được tâm lượng không liên quan đến lộ trình tâm lượng là một biến pháp giới hư không giới là một tâm ôn trọn cả hư không pháp giới tâm tồn tại mọi lúc mọi nơi tâm ở đâu trong thiền tông khi thầy khảo nghiệm học trò thường đưa ra vấn đề này tâm ở đâu tâm hình dáng như thế nào quý vị chỉ ra xem người hiểu tùy tiện lấy một pháp hòa thượng gật đầu ấn chứng cho họ đây gọi là truyền pháp trước lục tổ dùng y bác để truyền Sao lục tổ thì không dùng y bác Chỉ ấn chứng Tôi chứng minh cho ông Ông đã khai ngộ Đây cũng chính là nói Phật Pháp trọng thực chất Không trọng hình thức Hình thức không quan trọng Thực chất mới quan trọng Hiểu được tâm lượng Không liên quan đến lộ trình Cũng chính là ngày nay Chúng ta nói vượt khỏi tầng không gian, thời gian Không gian, thời gian đều không tồn tại Tất cả công đức đầy đủ thành tựu Đầy đủ thành tựu chính là thành tựu viên mãn Nên có quyết định Mới có thể quyết định tính Ở trên nói điều này Nếu chúng ta thật sự có thể lãnh hội được đây là trí tuệ chân thật bởi thế tính tâm rất khó trong đại thừa phật pháp, pháp quý vị xem thập trụ bồ tát sơ trụ gọi là phát tâm trụ tâm này là gì chính là tâm bồ đề nếu như thật sự phát tâm bồ đề thì người này sẽ vượt thoát mười pháp giới chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi khởi tâm động niệm tương ứng với mười chữ này không khởi tâm không động niệm cũng tương ứng với mười chữ này Người này chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát Thập trụ Thập trụ chúng ta đã học trong Kinh Hoa Nghiêm Công đức không thể nghĩ bàn Bồ, Bồ Tát Sơn Pháp Tâm Trụ Viên giáo, giáo Sẽ có năng lực giống như Như Lai Giáo hóa, hóa chúng đánh sanh đánh có duyên à, Cần lấy thân gì được độ thoát Liền có thể hiện ra thân đó à, hiện, hiện thân thuyết pháp không phải vì chính mình vì sao vậy? Vì chính mình đã không khởi tâm, không động niệm Nếu như còn khởi tâm, động niệm Họ không phải là sơ trụ Vị trí của họ ở đâu? Họ ở trong thập tính vị Bồ Tát của Đệ Thập Tính Trong thập tính vị Đệ Thập Tính Đệ thập tính chính là phật pháp giới trong mười pháp giới Đệ cửu tính là bồ tát pháp giới họ vẫn còn khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước nhưng còn khởi tâm động niệm không khởi tâm không động niệm Họ liền thoát ly mười pháp giới Họ ở tại nhất chân pháp giới Chính là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Như trong Phẩm Phủ Môn nói Họ khởi tác dụng cảm ứng đạo giao Đối với tất cả chúng sanh có duyên Khắp biến pháp giới hư không giới Chúng sanh có cảm Họ liền có ứng chúng sanh hy vọng được thấy thân phật họ liền hiện thân phật hy vọng thấy thân bồ tát họ liền hiện thân bồ tát nếu chúng sanh muốn thấy phật a di đà họ có thể hiện thân phật a di đà tôi muốn thấy bồ tát quán thế âm họ có thể hiện thân bồ tát quán thế âm cho nên biến pháp giới hư không giới trên từ chư phật như lai dưới đến cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa không nơi nào mà không hiện thân không lúc nào mà không hiện thân là bản thân tâm hiện thức biến lìa tâm thức không có pháp nào cả đắc Phải hiểu đạo lý này Đây là trí tuệ Quyết định trí Phải thấu triệt chân tướng sự thật này Đây là thật tướng các pháp Phải quyết định tính Có quyết định tính Thì mới quyết định vãng sanh Đây là nói đến vãng sanh Tức là quyết định sanh Cẩn thận đừng dùng tâm nghi hoặc mà mất lợi lớn Phải thật cẩn thận Không được có tâm hoài nghi Dùng tâm nghi hoặc sanh đến thế giới cực lạc Là sanh vào biên địa nghi thành Như vậy là sai lầm Quý vị thấy đoạn khai thị này quan trọng biết bao nếu biết tin phật không tin bản thân vẫn là thiếu trí tuệ trí tuệ có khiếm khuyết không viên mãn không có quyết định trí tức không có quyết định tính cho nên lý chí còn do dự không biết căn cứ vào đâu hiện nay học phật bao gồm cả chúng ta trong đó chúng ta thử suy nghĩ về tám chữ này phải chăng là đang nói chính mình chúng ta tin phật không phải không tin nhưng do dự có hoài nghi có hoài nghi phật không có có hoài nghi bản thân không có Tính nguyện không kiên cố Không biết đi cứ vào đâu Nhưng vẫn có thể niệm Phật tương tục Lấy sức niệm Phật và sức phát nguyện Là phát nguyện cầu sanh tịnh độ Cho nên vẫn có thể vãng sanh Nhưng vãng sanh vào trong biên địa không sanh bằng hạ phẩm hạ sanh hạ phẩm hạ sanh đến thế giới cực lạc họ chính là bồ tát a duy việt trí được oai thần bổn nguyện của phật a di đà gia trì hay nói cách khác họ có năng lực cảm ứng với chúng sanh có duyên trong mười pháp giới Chúng sanh có cảm Họ liền có ứng Bồ Tát ở thế giới cực lạc Vô cùng thù thắng Ngày nay chúng ta đích thực là tính nguyện không kiên cố Không biết y cứ vào đâu Làm sao để giúp chúng ta tính nguyện kiên định Tỳ cứ duy nhất Đức Thế Tôn suốt đời giảng kinh thuyết pháp Là vì điều này Cần phải đoạn nghi mới có thể sanh tính Đức Phật nói rất rõ ràng, minh bạch về lý sự nhân quả tánh tướng Nếu giác ngộ tất cả điều này, thì vấn đề của quý vị đã được giải quyết. Không còn nghi hoặc. Trong tám bạn bốn ngàn pháp môn, nếu thích pháp môn nào, thì thâm nhập một môn. Quân tu lâu dài, đây chính là duyên nhất. Nơi mà ta nương tựa tu hành Cần phải duyên nhất Ngày nay Đức Thế Tôn Đức Phật A Di Đà Trong bộ kinh này Trực tiếp dứt quá khuyên chúng ta Đối với bộ kinh này phải có tính nguyện kiên định Phải nhận định Bộ kinh này là nơi y cứ tôn hành của chúng ta Suốt đời nhất định không thay đổi Một bộ kinh Một câu Phật hiệu có thể giúp chúng ta ngay trong đời này vững vàng đi về thế giới cực lạc như vậy chúng ta mới không uổng công học tập đời này được thân người chúng ta không uổng phí khi đến cõi người tất cả pháp thế xuống thế gian đều do ta gặp được nhân duyên mà sanh khởi những hiện tượng này ở trước tôi từng nói với quý vị nhân mọi người là bình đẳng nhân của mười pháp giới đều có chúng ta nói trong a lại gia thức có chủng tử phật có chủng tử bồ tát có chủng tử của thanh văn duyên giác có chủng tử trời có chủng tử người cũng có chủng tử của địa ngục ngạ quỷ súc sanh Mỗi người đều có Nhưng chúng tử nào khởi tác dụng trước Đây chính là duyên Cho nên trong đời này của chúng ta Thậm chí nói là trong một ngày Từ sáng đến tối Tâm chúng ta không định vì sao vậy vì duyên bên ngoài quá nhiều nơi này của giảng kinh đến nghe thử cũng không tệ đây là gì duyên của phật chủng tử của phật duyên của phật nghe giảng xong người bạn bên kia mời đi ăn cơm thích ăn món này món kia thì chủng tử tham ăn lại hiện hành bởi thế trong một ngày quý vị biết rất nhiều chủng tử trong a lãi gia khi gặp được duyên đều khởi tác dụng cho nên quý vị không biết phải y cứ vào đâu ý chí do dự không quyết đoán một ngày như vậy ngày ngày cũng như vậy sống suốt mấy mười năm mỗi ngày đều như vậy như vậy quý vị phải nghĩ đến Hơi thở này không trở lại Tôi sẽ đi về đâu Sau cùng vẫn là gặp duyên khác nhau Người khi lâm mạng chúng Thì duyên đó càng phức tạp Vì sao vậy? Vì quán thân trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay Đều vây quanh chúng ta Đều đang dụ dỗ à, ta Chỗ người này tốt Chỗ người kia tốt Rốt cuộc đi đâu tốt Đức Phật dạy Cái nào mạnh Thì cái đó dẫn đi Trong tập khí phiền não của quý vị mạnh nhất Nhất định đi theo nó trước Như vậy chúng ta nói đến ý niệm Ý niệm của Phật có đủ mạnh không? so sánh thử xem so với ý niệm tham tài của chúng ta xem sức mạnh nào lớn sức mạnh tham sắc sức mạnh tham danh lợi quý vị so sánh thử xem sức mạnh nào lớn nhất Quý vị sẽ đi theo nó Sức mạnh của tham mạnh Thì đi theo đường quỷ Sức mạnh của bù gì mạnh nhất Thì đi về đường súc sanh Sức mạnh sân nhuế mạnh nhất Thì đi vào đường địa ngục Không dễ đi vào cõi người Cõi người ý niệm nào mạnh Ý niệm ngũ giới thập thiện mạnh như vậy mới không mất thân người người xưa dạy chúng ta ngàn vạn năm nay dạy chúng ta cương lĩnh và nguyên tắc chung chính là ngũ luân ngũ tường tứ duy bát đức sức mạnh này lớn nhất nên đa phần được sanh vào cõi trời sanh vào trời dục giới Những điều này chúng ta cần phải hiểu Khi biết rồi Thì chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng nó Buông bỏ những nơi ta không muốn đến Không muốn vào con đường ngạ quỷ Thì buông bỏ tham Không muốn vào đường địa ngục Thì buông bỏ sân nhuế Không muốn vào đường súc sanh Thì buông bỏ ngu si không muốn vào đường A-tu-la, là xác, phải buông bỏ ngạo mạng. À, vì, vì sao vậy? Vì những tập ký này không dẫn chơi được. Nếu không khống chế được nó, thì một niềm sao cùng nhất định sẽ bị nó kéo đi. Chúng ta phải đặc biệt nuôi lớn sức mạnh của Đức Phật. Đây chính là nói niệm Phật quan trọng, đọc kinh quan trọng. Kinh vô lượng thọ không dài. Đọc thuần thục, Đọc một lần khoảng 4-50 phút. Mỗi sáng sớm thức dậy đọc một lần Trước giờ ngủ mỗi tối có thể đọc một lần Kinh Di Đà Kinh Di Đà thì ngắn Không đọc Kinh Di Đà cũng được Khi chúng tôi thành lập Tịnh Tông Học Hội Đã đặt ra thời khóa sáng tối Thời khóa sáng tối của Tịnh Tông Thời khóa tối chúng tôi chọn phẩm 32 đến phẩm 37 Sáng phẩm Kinh Vô Lượng Thọ Áp dụng sáu phẩm này vào thời kinh tối Tụng xong sáu phẩm này đến niệm Phật Nuôi dưỡng thành thói quen Trong cuộc sống hàng ngày Cổ nhân thường nói Sự sự đối nhân tiếp Phật Phải dựa vào lương tâm Dựa vào lương tâm Sẽ không mất thân người đời sau vẫn được thân người tốt thì đi lên cõi trời chúng ta muốn đến thế giới cực lạc đó chính là nói đừng rời phật a di đà đừng quên ngài từ sáng đến tối không được rời xa kinh kệ không rời xa danh hiệu phật Cần nghe kinh chăng Do chính bản thân ta Tính nguyện ta chưa kiên cố Đi cứ không duy nhất Thì cần phải nghe kinh Nghe kinh có thể sửa đổi được khuyết điểm này Vì sao vậy? Vì đã hiểu, đã rõ ràng Tâm duy nhất không thay đổi tuyệt đối không lãng phí thời gian Tôi đem tất cả thời gian, tinh lực Đều dùng vào bộ kinh này Đều dùng trên câu Phật hiệu này Như vậy chắc chắn được sanh tịnh độ Bởi thế đoạn khai thị này vô cùng quan trọng Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn sau Thì chư nhân đẳng Dĩ thử nhân duyên Tuy sanh bị quốc Bất năng tiền chí, Vô lượng thọ sở Đạo chỉ Phật quốc giới biên Thất bảo thành trung Phật bất sử nhĩ Thân hành sở tác Tâm tự thú hướng Sanh và biên địa. Không phải Phật dạy chúng ta đến mà do ta tự đến Là tâm nghi hoặc của ta Dẫn dắt ta đi đến đó Phật Đại Từ Đại Bi Sẽ không làm những điều này Nhưng biên địa thì sao Diệt hữu bảo trì liên hoa Tức hồ sen bảy báo Tự nhiên thọ thân Không phải thai sanh thật sự Ẩm sự khoai lạc như đau lợi thiên Ư ừ kỳ thành trung bất năng đắc xuất Thành trung này là gì? Chính là hoa sen Hoa sen chưa nở Ta không ra được Sở cư xá trạch tại địa Bất năng tùy ý cao đại Nhà chúng ta sống ở trên mặt đất Không phải ở không trung Ưu ngũ bách tuế Thường bất kiến Phật Bất văn kinh Pháp Bất kiến Bồ Tát Thành văn Thánh Chúa Cổ chính là vì điều này Khi nhân trí tuệ bất minh Tri kinh phục thiểu Tâm bất khai giải Ý bất hoang lạc trị cố ư bỉ vị chi thai sanh thai sanh này là hình dung họ có khổ có nạn không phải là thai sanh thật sự đoạn kinh văn này giảng giải rất rõ ràng về tình trạng sinh hoạt của người ở biên địa thực tế mà nói cũng không tệ rất khó được Chỉ là mất một thời gian Thời gian này không dài Thọ mạng của thế giới cực lạc là vô lượng thọ Thời gian 500 năm rất ngắn Chúng ta xem chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ Thì chư nhân đẳng Chỉ ở trên nó đến hai hạng người vạn sanh về liên địa Hai hạng người này Hạng thứ nhất Là không tin trí tuệ của Phật Hạng thứ hai Là không có lòng tin đối với bản thân Hai hạng người này Lấy nhân duyên này Lấy nhân tu thiện niệm Phật Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Chiêu cảm sanh về biên địa của cõi nước này Nghĩa là sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc Biên địa, nghi thành, thai sanh đều là ví dụ Tất cả đều ở trong ao sen bảy báo Nhưng hoa sen không nở Không thấy được Phật Pháp Tăng Không thấy được Tam Bảo Hoàn cảnh họ sống Cung điện bảy báo Ao sen bảy báo Niềm vui giống như Ở cõi trời đau lợi Ở trước cũng có đề cập đến Giống như trời đau lợi, trời dạ ma Người ở cõi trời dạ ma còn an vui hơn trời đau lợi Và quả vị mãi mãi không bị thoái đọa Họ vĩnh viễn không thoái chuyển Không thoái về cõi ta bà để tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo không như thế Không tệ Sanh biên địa không tệ Sẽ khó được lại vì lỗi nghi hoặc mà phải dừng lại ở biên giới nước Phật. Ở trong thành này không được ra khỏi, suốt 500 năm không được thấy nghe đến Tam Bảo. Đây là điều sanh đến thế giới cực lạc cảm thấy không được như ý mình muốn những khổ nạn họ phải chịu chính là như vậy những điều này là do tâm tạo ra nghiệp lực dẫn dắt không do ai khác ba câu này chúng ta phải ghi nhớ chúng ta đang luân hồi trong lục đạo cũng là tình hình này chúng ta đầu thai vào đường nào trong lục đạo là do tâm sở tạo nghiệp lực dẫn dắt không do ai khác quý vị đến cõi nào không phải là do người sắp xếp toàn là do nghiệp lực của chính mình Bởi thế, những lời trong kinh nói là chính xác, không sai chút nào Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Tâm là chân tâm Sanh khởi hiện tượng chắc chắn là chân tâm Hiện tượng thiên biến vạn hóa Đó là ý niệm của chúng ta ý niệm chính là nghiệp lực nó đang dẫn dắt ta ta đi vào đường nào bởi vậy thực sự hiểu rõ ràng minh bạch quý vị sẽ không oán trời trách người tất cả đều là do tự làm tự chịu người thế gian không biết hoàn toàn mê hoặc điên đảo có điều gì không được như người khác liền oán trời trách đất đây là sai lầm triệt để bên dưới nói càng hay phật không như vậy Không phải Phật muốn quý vị đến biên địa Không phải Những gì tâm hành tạo nên Tâm tự hướng đến Đây là thật Là do thân tâm và hành vi của quý vị Tạo ra những nghiệp nhân quả báo Của Chiên Dắt chúng ta đi đến nơi này Đều do tâm chúng ta cảm ứng nên cảnh giới hiện tại Giống như Kinh Hoa Nghiêm nói Nên quán pháp giới đánh tất cả do tâm tạo tâm chính là thể tánh tất cả vạn pháp khắp biến pháp giới hư không giới thể tánh của nó là gì là do tâm mình tạo tâm này dân tâm vọng tâm đều hợp lại một nơi Dùng một câu nói chính là Tâm hiện thức biến Tâm sanh Các pháp đều sanh Địa ngục, thiên đường, tịnh độ, cõi Phật Đều là tự tâm sở tại Nơi thân hướng đến Đều do nghiệp của mình dẫn dắt Nghiệp do tâm sanh Nên gọi là tâm tự hướng đến không ai khống chế quý vị không ai thao túng quý vị bất luận là ta thọ thân gì bất luận ta ở đường nào đây là chân lý chúng ta ở mọi lúc mọi nơi nhìn thấy tất cả mọi người con người có giàu nghèo sang hèn Do đâu mà có Do nghiệp lực bản thân hiện ra Đời này ta phú quý hay bần tiện Là do nghiệp chúng ta khác nhau Tạo hóa không treo người tạo hóa đại công vô tư chúng ta thật sự không biết nên tự làm tự chịu kinh này đem đến lợi ích rất lớn cho chúng ta giải thích rõ những vấn đề này cho chúng ta biết chúng ta muốn tốt tâm thiện sẽ tốt tâm thiện này chính là ý niệm ý niệm thiện sẽ tốt ý niệm bất thiện sẽ không tốt người thế gian tham tài tham danh tham lợi phật không phản đối quý vị có phương pháp đúng đắn nếu dùng sai phương pháp sẽ gây ra phiền phức cho quý vị phương pháp chính xác phật nói rất rõ ràng quý vị muốn được của cải thì nên tu tài bố thí thật sự có thể đạt được càng thí càng nhiều càng nhiều càng thí không nên để dành để dành mất đạo để dành là sao sẽ tăng trưởng tâm tham đây không phải là việc tốt như vậy là kết duyên với đường ngạ quỷ nếu có của thì nên làm bố thí lớn nếu có thể bố thí một quốc gia Thì quả báo của quý vị sẽ là quốc vương Nếu có thể bố thí một địa cầu Thì quả báo của quý vị sẽ là chuyển luân thánh vương Vì sao không làm như vậy? Số mạng có của thì có phức bỏ cũng không được Bố thí hết thì nó lại có Có lại còn nhiều hơn số quý vị bố thí Tôi học Phật đã 60 năm Kinh nghiệm này rất phong phú Là thật không phải giả Phương pháp này 60 năm trước Đại sư chương gia đã dạy tôi Số mạng tôi không có của cải Thông thường người ta xem tướng Con người có kho của cải Còn kho của tôi thì trống không Không có gì cả Nguyên nhân là gì? Do trong đời quá khứ không tu bố thí tài Cũng may còn có chút trí tuệ Trí tuệ là gì? Trong đời quá khứ tu bố thí pháp Không tu bố thí tài đại, đại sư, sư hiểu rõ nên dạy tôi cách này hoàng pháp lợi sanh không tách rời tài phú không có tài lực thì làm sao hoàng pháp Nhưng từ nhỏ đối với tài phú tôi không để trong lòng Không có khái niệm này Không thích nó Đại sư dạy tôi tu bố thí tài Tu bố thí pháp và tu bố thí vô úy Tôi mới biết được trong Phật Pháp có những điều này Đúng là đệ tử Phật môn có cầu tất ứng Tôi tiếp nhận và đã thực hành Khi làm thực sự có hiệu quả Sau khi xuất gia học Phật Tôi học theo Ngài Ấn Quang Lúc Tổ sư Ấn Quang còn tại thế Mười phương cúng dường Ngài là một việc là in kinh bố thí Ngài chỉ làm việc này không làm gì khác Quả thật tính nguyện Ngài rất kiên định Y cứ rất duy nhất Ngài đã làm việc tốt như vậy Lúc đó Ngài còn tự thành lập một sự in ấn Gọi là Hoàng Hóa Xã tại chùa báo quốc ở tô châu tự mình thành lập một xưởng in ấn những bản và sách ngài hiệu đính vô cùng kỹ lượng rất ít chữ sai gọi là bản tốt cho nên sách do hoàng hóa xã xuất bản mọi người đều rất có niềm tin Khi Lào Ngài Ấn Hoàng viên tịch Thì Hoàng hóa xã cũng không còn Trong đời chúng tôi cúng dường không nhiều như vậy Mở nhà in ấn thì chúng tôi không đủ kinh phí cũng may là hiện nay thuật in ấn vô cùng phát triển nơi nào in tốt thì tôi đưa đến đó in do kỹ thuật tiến bộ giá thành hạ thấp trong đời này những kinh luận sách hay mà tôi in nhiều hơn đại sư ấn quang Tôi học được Ngài phương pháp này Có thiên tài cũng cần cứu tế Ngài Ấn Quang cũng đã làm tiền từ đâu ra Rút ra một ít từ trong khoảng in kinh Để cứu tế Tôi cũng học được điều này Khách chủ nhất định phải phân một cách rõ ràng Chủ yếu là bố thí Pháp Tôi cũng thực hành bố thí vô úy Giúp những người già yếu, nghèo khổ Khi gặp nên quan tâm họ Giúp đỡ họ hai câu kinh văn này trong kinh hoa nghiêm cũng được dẫn chứng rõ ràng đương nhiên hai câu này vô cùng quan trọng chúng ta phải thường quán như vậy nên quán pháp giới tánh thể tánh của vạn pháp là tâm chân tâm năng hiện vọng tâm năng biến chân tâm hay vọng tâm đều là tâm của chính mình nên tâm sanh các pháp cũng sanh địa ngục thiên đường tịnh độ cõi nước phật đều là do tâm mình hiện ra ngũ nghịch Thập Sâm. ác Địa, Địa ngục Sâm. Thập thiện Truyền thống luân lý đạo đức Mà cổ thánh tiên nhiên đã dạy chúng ta Đây là sanh lên cõi trời Niệm Phật sanh về tịnh độ Đi theo những kinh luận Phật dạy để tu hành Đều đến cõi nước Phật Không phải chỉ tu Pháp môn tịnh độ thành tựu đều ở thế giới hoa tạng nên đều là tự tâm sở hiện không có một pháp nào không phải là tự tâm sở hiện bởi vậy trong hệ niệm pháp sự của thiền sư trung phong đã nói tâm ta tức phật a di đà phật a di đà tức là tâm ta ở đây tức tịnh độ tịnh độ tức ở đây lời này là thật không phải giả nó nói lên điều gì tự tâm sở hiện tâm hiện pháp giới trong pháp giới chúng ta mê thất tự tánh nếu như giác ngộ vấn đề hoàn toàn được giải quyết còn như không thể hoàn toàn giác ngộ ở trong lục đạo trong mười pháp giới đây là gì đều do nghiệp của mình dẫn dắt tự mình tạo ra nghiệp lực dẫn dắt chúng ta đi trong kinh phật dạy rằng Tất cả chúng sanh có hai loại nghiệp Một là dẫn nghiệp Chính là ở đây nói nghiệp dẫn dắt đi Dẫn dắt quý vị đến một đường nào đó để thọ sanh Quý vị đi đến một đường nào đó Đây gọi là dẫn nghiệp Dẫn nghiệp không ngoài ngũ giới thập thiện Đưa chúng ta đến một đường Ví dụ chúng ta đến cõi người Con người thì giàu nghèo sang hẹn không giống nhau Tình hình sức khỏe mỗi người không giống nhau Thò mạng dài ngắn cũng khác nhau đây là nguyên nhân gì đây gọi là mãn nghiệp mãn của viên mãn mãn nghiệp từ đâu mà có mãn nghiệp đa phần như trong kinh phật nói là nhờ bố thí mà có chúng ta nói tương ưng với sáu ba la mật của bồ tát bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định từ đây mà có sau khi được thân người ở nhân gian mọi thứ khác nhau trong này quan trọng nhất là giáo dục nếu không có giáo dục thì khi hưởng phước ở nhân gian họ tạo ra rất nhiều sai lầm trong đời quá khứ tu không tệ đời này được hưởng phú quý nhưng đời này được hưởng phú quý hưởng phú quý sẽ mê hoặc lại tặng phước hưởng hết tội báo này hiện tiền lại đọa lạc Khổ không kể xiết Hiện nay vì sao vậy? Vì không còn giáo dục thánh hiền Giáo dục của Phật Pháp cũng không còn Nếu giữ được hai nền giáo dục này Đời này qua đời khác được phú quý Nếu giữ được Quý vị không ngừng nâng cao Không bị đọa lạc xuống dưới Còn nếu lơ là hai nền giáo dục này Chắc chắn sẽ bị đọa lạc Vấn đề này rất nhiều, rất nhiều Chúng ta không thể không cẩn thận Không thể không sợ hãi à, dẫn có người tuyệt đối không phải nói chết rồi là hết ở những lần giảng trước đây tôi thường nói người đã chết rất đáng lo ngại kiên phức rất lớn nhưng khi hơi thở vẫn còn ta có thể thay đổi tình trạng trong đời sau của mình khi đã chết thì cơ hội không còn như vậy thì chỉ có chịu quả báo cho nên nghiệp do tâm sanh nghiệp do tạo nghiệp thì nghiệp ác nghiệp tâm là tâm thiện tâm ác Đạo đức nhân lễ nghĩa là tâm thiện Tham sân si mạng nghi là tâm ác Tâm thiện tạo nghiệp thiện Tâm ác tạo nghiệp ác Đây là tâm tự hướng đến Sanh và biên địa Cũng là tự nhiên thọ thân trong ao sen báu Đây là quý vị đến thế giới cực lạc Cho nên không phải thai sanh của thế gian Nói đến thai sanh là ví dụ thôi Không phải là thai sanh thân Đến thế giới cực lạc không có thai sanh Sanh biên địa cũng là hoa sen hóa sanh Điều này ta nhất định phải biết Cuộc sống an vui như trời đau lợi nhưng ở trong thành Thành này chính là hoa sen Hoa sen không nở Họ cũng không thể xuất ly Nên họ ở là đất bằng phẳng Không thể bay lên hư không Càng không thể tùy ý cao lớn Càng có tâm ý của nó Đây chính là điều phiền phức nhất Nghĩa là trong 500 năm không được thấy Phật nghe Pháp 500 tuổi Căn cứ Hán dịch Là thời gian 500 năm Trong kinh không nói thời gian Lại không nói nước đây Nên thời gian ở đây Là chỉ nơi Thế Tôn nói Pháp Cảnh Hương nói 500 năm Tức là số năm ở đây Tức là chỉ 500 năm của người thế gian Câu sau này rất quan trọng Nhưng cũng không nhất định là 500 năm của thế gian này Vì sao vậy? Khi nào họ hiểu Không còn về hoặc nữa thì lập tức rời khỏi biên địa Liền ra khỏi đó Những điều này đều có ví dụ để có thể vịnh theo Quan trọng là thật sự quay đầu Chúng ta hiện nay Người bây giờ niệm Phật vạn sanh tôi tin rằng người sanh biên địa nhiều hơn vì sao vậy vì người bây giờ căng tánh đa nghi hoài nghi phật hoài nghi bản thân đây là điều rất bình thường vấn đề này có chút chướng ngại không như cổ nhân Cổ nhân đối với người không hoài nghi Không hoài nghi cổ thánh tiên hiền Cổ nhân tin rằng người người đều là người tốt Hiện nay con người không tin người là người tốt Cho rằng mọi người đều tự tư đều có tham sơn si mạng mấy ngàn năm trước các bậc tổ tông đã dạy chúng ta tánh người vốn thiện trong tam tự kinh câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện điều này người phương tây không tin người phương đông tin trong kinh đức phật nói rằng tất cả chúng sanh vốn là phật câu này một số người không tin ai tin bồ tát tin tiểu thừa đều không tin tinh tâm là cơ sở Là căn bản của Pháp Thế xuất thế gian Người không tin tức không thể đứng vững được Trong thời đại bây giờ Nền móng của chúng ta bị lung lay Đánh mất đức tin Nên Pháp Thế xuất thế gian của Thánh Hiền Cũng đều bị mất hết đây, Đây là khổ điều khổ vô cùng vô đáng sợ à, nhưng Vì không có giáo huấn của Thánh Hiền Nên con người trên con đường của nhân sinh, sinh Là một mảng đen tối Không, không biết như thế nào mới thích hợp à, Đó là tùy theo ham muốn của mình Tùy ý muốn làm, làm gì thì làm, làm. Phiền phức đồng. sức lớn Nghiệp gì họ cũng dám tạo Khi quả báo hiện tiền Hối hận không kịp Quả thật là gặp đại nạn Những nghiệp nhân quả báo này Ở ngay trước mắt chỉ cần ta bình tĩnh Có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, minh bạch trong thời loạn thế này được thân người còn có thể nghe phật pháp còn có thể học tịnh độ biết niệm phật cầu sanh tịnh độ đây là điều may mắn lớn trong sự bất hạnh thế nào mới có thể thành tựu công đức thứ nhất phải hạ thấp dục vọng bản thân Tâm thanh tịnh liền hiện tiền Một điều kiện quan trọng nhất Để vãng sanh tịnh độ Chính là tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Đây là mấu chốt của việc vãng sanh nếu tâm địa thanh tịnh Một niệm, mười niệm đều có thể vãng sanh Tâm không thanh tịnh Một ngày có niệm mười vạn tiếng Phật hiệu Cũng không đáng tin cậy Các bậc cổ đức xưa nay nói Miệng niệm di đà tâm tán loạn Trong tâm vẫn suy nghĩ bậy bạ Vẫn còn tạp niệm Thét hư cổ họng chỉ uổng công Không tương ứng cho nên tâm thanh tịnh là đẹp nhất con người chỉ cần có tâm thanh tịnh trong tâm thanh tịnh sanh tính sinh quý vị sẽ thật sự tin có do dự có hoài nghi đều là tâm không thanh tịnh tâm sinh ô. Nhiệm vụ lớn nhất là gì? Chính là dục vọng Nếu có thể xả bỏ dục vọng Tâm thanh tịnh liền xuất hiện Khi tình xuất hiện Là có nền bóng của thiện pháp Thế xuất thế gian Quý vị sẽ tin vào luân lý đạo đức Tin vào nhân quả báo ứng Tin vào giáo huấn của Thánh Hiền Tin vào kinh điển của Phật Bồ Tát Trong đời này, quý vị sẽ không lạc mất phương hướng Niệm Phật cầu xin tịnh độ là chắc chắn vãng sanh Điều này thật sự đã giải quyết tất cả mọi vấn đề của chúng ta Từ vô thị kiếp đến nay Đến thế giới cực lạc Không được thấy Phật nghe Pháp là điều khổ đau nhất trong kinh điển chúng ta đã thấy được phật a di đà ngày ngày giảng kinh thuyết pháp không những phật thuyết pháp mà chim chóc ở thế giới cực lạc do phật di đà biến hóa cũng thuyết pháp Cây cỏ hòa lá thuyết pháp. Nước chảy trong ao thất bạo thuyết pháp. Không có gì mà không thể thuyết pháp. Hoàn cảnh học tập thu thắng này sẽ không tìm thấy trong cõi nước của tất cả chư phật, cho nên đến thế giới cực lạc thành tựu rất nhanh, ngày ngày đang học tập, từng giờ, từng phút đều không bỏ qua cho nên có người là học mà được tốt, phật Bồ Tát cũng là dạy mà ra, có Phật A Di Đà, có chư Phật Như Lai, có chư đại Bồ Tát dạy, bản sanh đến thế giới cực lạc đều là đi cầu học, tốt nghiệp ở đó là thành Phật. Thật sự đạt được cứu cánh viên mãn Thành Phật Tất cả trí tuệ Đức tướng trong tự tánh Đều hiện ra Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật đều nói như vậy nghe Huệ Năng đã chứng minh điều này cho chúng ta thấy Tự tánh vô đầy đủ Vô lượng trí tuệ Đừng cầu trí tuệ ở bên ngoài Kiến tánh sẽ đạt được tất cả Vô lượng đức hạnh Vô lượng tài nghệ Vô lượng tướng hảo Tướng hảo ngày nay chúng ta gọi là phước báo Được khôi phục hoàn toàn Không cần cầu ở bên ngoài Hiện nay chúng ta đối với thế giới cực lạc Đại khái đã thấu hiểu được vài phần Mọi thứ ở thế giới cực lạc không có ai thiết kế không cần nhân công Hoàn toàn là tự nhiên Điểm này Khi chúng ta mới học có hoài nghi Hoàn toàn tự nhiên Muốn ăn thứ gì đó ở ngay trước mắt Muốn mặc quần áo Quần áo có sẵn trên thân Điều này là thật ước À, trong những đại thừa chúng ta thấy đó. được cõi dục giới khoảng cách chúng ta không xa Tầng trời thứ năm hóa lạc thiên của cõi dục chính là như vậy thế à, giới đó dục. hoàn toàn do biến hóa ra giới khoa học không biết được đạo lý này nhưng không biết làm thế nào mới có thể biến nó thành sự thật họ biết vật chất và năng lượng là một vấn đề vật chất có thể biến thành năng lượng năng lượng có thể biến thành vật chất nếu điều này tùy theo tâm ưu muốn của mình Vậy thì thế giới cực lạc sẽ làm được Tôi muốn biến thành gì Thì nó liền biến thành điều đó Năng lượng là biến pháp giới hư không giới Khắp nơi đều có Tôi dùng năng lượng biến thành y phục Biến thành thực vật Biến thành cung điện Biến thành lâu cát Có thể tùy theo sở thích của mình Bồn nguyên tử cũng căn cứ đạo lý này mà phát sinh Là vật chất biến thành năng lượng Đây là luận lý của bom nguyên tử Nhưng làm sao biến năng lượng thành vật chất Thì họ không biết Không có cách nào Tần trời thứ năm cõi dục biết Họ làm được Này nói cách khác Khoa học kỹ thuật của đệ ngũ thiên trong cõi dục Nhân gian chúng ta thua xa Phương báo trời thứ sáu càng lớn hơn nữa Họ muốn thứ gì Ý niệm vừa khởi lên Đệ ngũ thiên liền đi, Đệ ngũ thiên biến. Biến, biến hóa ra để cúng dường Đến biến hóa họ cũng không cần biến Tôi nhìn thấy điều này liền nghĩ đến thế giới cực lạc thế giới cực lạc ai biến hóa ra không phải trời hóa là ý, mà là phật a di đà biến hóa ra chúng ta đến thế giới cực lạc tất cả nhu cầu cần thiết phật a di đà đều biến hóa ra để cúng dường chúng ta bản thân chúng ta là phàm phu không có năng lực này phật a di đà ở đó bố thí cúng dường mỗi người đến thế giới cực lạc ngài đều cúng dường hưởng thụ vật chất không thiếu thứ gì đây là phật a di đà tu tài bố thí ngày ngày phật a di đà giảng kinh thuyết pháp là tu pháp bố thí Đến được thế giới cực lạc Mỗi người đều là vô lượng thọ Đều là thân kim cang bất hoại Đây là cúng dường vô úy của Phật A-di-đà Ba loại bố thí đạt đến cứu cánh viên mạng Điều này chúng ta phải tin Chúng ta nghĩ đến phước báo của thiên nhân trời thứ sáu Mới biết đến thế giới cực lạc Chúng ta sẽ giống thiên nhân của cõi trời thứ sáu vậy Ý niệm chúng ta vừa sanh khởi Phật A-di-đà biết ngay Những thứ quý vị cần lập tức ở ngay trước mắt ơn đức của đức di đà lớn biết bao làm sao để báo ơn phật a di đà hãy tinh tấn tu hành thành Phật chính là báo ơn ngài thành phần ở thế giới cực lạc nhất định giống phật a di đà vậy phật a di đà là tấm gương là điển hình cho chúng ta chúng ta thành phật phải giống như phật a di đà vậy như ở trước chúng ta đọc đến a xà vương tử khi họ nghe đức phật giới thiệu về thế giới cực lạc trong tâm họ nghĩ hy vọng tương lai được sanh về cực lạc ở thế giới cực lạc thành Phật Giống như Phật A di đà vậy Những người này khởi tâm động niệm Đức Thế Tôn đều biết Ngài liền chứng minh cho họ Không cần họ nói Ngài chứng minh cho họ Tương lai nhất định được mãn nguyện Cho nên 500 năm này Là nói rõ 500 năm này không thể nghe Phật Pháp Học tập gián đoạn Đây là điều bi ai nhất như vậy chúng ta ngày nay học tập thường gián đoạn Chúng ta không cảm nhận được đây là mê hoặc Người thật sự giác ngộ Sao đành lòng lãng phí thời gian Người sanh biên địa ghi thành Khi nào giác ngộ Khi nào nhập phẩm Họ sẽ rời khỏi đó Cho nên nói Nó không định chắc là năm trăm năm của thế gian này phẩm vị ở thế giới cực lạc số nhiều vô lượng tam bối cửu phẩm là phần lớn trong mỗi phẩm vẫn còn vô lượng phẩm biên địa sai biệt cũng là vô lượng vô biên như trong quán kinh Hạ à, phẩm hạ xanh Ở trong hoa sen Hết 12 đại kiếp Hoa sen mới nở Đây là thời gian dài Đây là thời gian dài nhất 12 đại kiếp Hoa sen mới nở lại như viên Trung Lan thời nhà Minh Chính là cư sĩ viên Hoàng Đạo Ông trước tác Tây Phương Hợp Luận Công đức này rất lớn Bản sanh viên địa Nhưng trí tuệ sâu thắng không bao lâu được thấy Phật, nghe Pháp Đó, Thời gian rất ngắn Họ xa lìa biên địa Trong tịnh độ khiền thánh lục có Trong bản sanh truyện cũng có Viên Hoàng Đạo Như bốn mốt trong kinh nói Nếu chúng sanh này Biết được gốc tội này Sau đó được ra khỏi Quý vị thấy Những chúng sanh này Biết được bản thân mình sai ở đâu Họ liền được ra khỏi Biết sai sẽ sửa Đây gọi là chân sám hối Nên biết sám hối đoạn ngay là mấu chốt để thoát ly một là sám hối hai là đoạn nghi tôi không còn nghi hoặc nữa tôi đã sai thời gian không phải là định sẵn thời gian không nhất định có sớm có rễ Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới Người này Chỉ người sanh vào biên địa Trí tuệ không sáng suốt Ngu si vô trí Đây là trí tuệ không sáng suốt Lại ít biết về kinh điển Đối với kinh điển Đại Thừa biết được không nhiều Đây là nguyên nhân thứ hai Thứ ba là tâm không khai mở Cấu nhiễm sâu nặng Nên không thể tâm khai ý giải Thứ tư là có quá nhiều nghi hoặc Nên không an lạc vui vẻ Ở đây là kể ra cho chúng ta biết Về bốn nguyên nhân sanh về biên địa thứ nhất là trí tuệ ngày nay chúng ta chỉ có tri thức không có trí tuệ xã hội hiện nay rất phổ biến vì ở trường từ mẫu giáo cho đến thạc sĩ đều là học gì tri thức, à, trí tuệ không đến từ tri thức, nên tri thức không phải trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có? Các bậc tổ tông hiểu, đức thế tôn hiểu, người Ấn Độ hiểu trí tuệ là do tâm thanh tịnh mà có tâm thanh tịnh tâm bình đẳng sanh trí tuệ cho nên dạy học của phương đông mọi người tuân thủ là tam học giới định tuệ Giới là phương pháp Trì giới chính là tuân thủ phương pháp Cầu như gì? Cầu định Nhân giới sanh định Định chính là tâm thanh tịnh Chính là tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh Là định thông thường A-la-hán chứng được Tâm bình đẳng là thiền định cao cấp Bồ Tát chứng được Sau cùng là khai trí tuệ Khai trí tuệ là những gì Phật đạt được Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Dạy học của phương Đông Đều đi theo con đường này Người hiện nay không hiểu Người phương Tây không hiểu Là trẻ con Là giáo dục của tiểu học Đây là ngày xưa Không phải bây giờ Hiện nay là học phương Tây Ngày xưa là tư thục Vậy gì? Vậy cách ứng đối Quét dọn Nghĩa là làm việc nhà Trừ tâm ngạo mạn của chúng ta Học lễ phép Học những quy củ trong đời sống hàng ngày Quảng giáo vô cùng nghiêm khắc sau khi các em học xong Quý vị thấy đi ra rất có quy tắc Giống như người lớn trên thân thể một đứa bé vậy Nhưng không hoạt bát Sinh động như trẻ em phương Tây Không có Rất có quy củ Chúng đều như vậy Tâm của những đứa trẻ này là định Trẻ con người phương Tây rất hoạt bát Tâm chúng là động Không giống nhau trẻ con từ nhỏ phải học quy củ đợi lớn lên mới dạy thì chúng không tiếp thu chúng đã trở thành thói quen khái niệm dạy học của phương đông và phương tây khác nhau trẻ em sẽ suy nghĩ bậy bạ làm sao để khiến chúng không suy nghĩ lung tung hãy đọc sách Đọc sách không cần giảng giải Giảng giải chúng lại suy nghĩ lung tung Câu này nghĩa là gì Câu kia ý là sao Không giảng giải Chỉ dạy đọc và học thuộc Trung Quốc cũng rất phù hợp nguyên tắc của khoa học Năng lực của mỗi đứa trẻ khác nhau Tài trí thông minh không tương đồng Vậy tiêu chuẩn là gì Như đoạn kinh này nói ở đây chúng ta thấy có năm hàng 5 hàng quý vị đọc 10 lần là thuộc. Mỗi ngày quý vị đọc 5 hàng. Nếu 5 hàng đọc 10 lần không thuộc. Giảm xuống 1 hàng, 4 hàng sẽ như thế nào? Có thể thuộc được 4 hàng, vậy thì mỗi ngày học 4 số, 4 hàng vẫn không được thì 3 hàng như thế nào? Dùng phương pháp này Mỗi ngày quý vị học thuộc bao nhiêu Là thích hợp với trình độ của mình Cổ nhân có trường hợp này Trẻ em rất thông minh Trí nhớ tốt Một ngày có thể thuộc 700 chữ Còn như năng lực kém Có thể thuộc khoảng 100 chữ một trăm chữ ở đây khoảng ba bốn hàng hơn ba hàng một chút một ngày quý vị có thể thuộc được một trăm chữ mười biến đã thuộc học tiếp một trăm biến hai trăm biến dùng phương pháp này dạy chúng ta bởi thế từ 6-7 tuổi đi học đến 20 tuổi Những điển tịch của các thánh hiền Cần phải học thuộc đều thuộc hết Thuộc rất nhuần nhiễn Nói với quý vị bộ sách này Ví dụ nói cuốn sách đại học Trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy là gì Họ đều biết hết Họ đạt đến mức độ đó À, Trung quốc sách và ngày xưa khác Mỗi trang nhất định là yên 10 hàng Mỗi, Mỗi hàng là 20 chữ à, Một mặt, mặt trang là 200 chữ yên Hai mặt một trang yên là 400 chữ, chữ. À, Mọi người ở đâu khắp sách đều như vậy, đều như vậy. Cho nên bất luận là ở đâu xuất bản Nói trang mấy, hàng thứ mấy chắc chắn không sai Đây là khoa học Sách Trung Quốc không có chấm phẩy Không có chỗ nào trống Mỗi hàng 20 chữ Nối tiếp về sau như thế Khi đọc thì đánh dấu vào Thầy giáo đánh dấu vào nơi câu Đánh dấu vào mỗi đoạn Dùng phương pháp như vậy Học sinh biết đọc Cho nên Sau 13 tuổi vào Thái học Trung Quốc không có trung học Chỉ có tiểu học và đại học Sau 13 tuổi vào Thái học Trong Thái học là giảng giải Thầy giáo giảng giải Khi giảng giải tốt không cần phải mang sách Thầy giáo thuộc Mà học sinh cũng thuộc Khi nói đến đâu Trong lòng mọi người đều biết rõ nên nghiên cứu thảo luận Giảng giải tường tận ở đại học Đi học rất vui Đi học gian khổ là tiểu học Đi học trong tư thuộc rất vất vả Về sau giảng giải, thảo luận, chia sẻ Điều này vô cùng thích thú bởi thế đi học rất vui Không cần tham khảo tài liệu Vì tất cả đều đã thuộc Có đâu như hiện nay Viết một bài luận Phải đi khắp nơi để tìm tài liệu tham khảo Thời trước không cần Tất cả đều đã thuộc từ khi còn nhỏ Bởi thế đi học rất vui Giữ quy củ Đọc sách là tu định Thuộc sách cũng là tu định khiến quý vị không suy nghĩ bậy bạ ngày ngày nghĩ đến chữ nghĩa trong sách học thuộc nó thời, thời gian lâu ngày tâm dần thanh tịnh thanh tịnh sẽ sanh trí tuệ những gì đã học thuộc không ai dạy cũng tự nhiên hiểu những gì cổ nhân nói đến đều là nói đến kinh nghiệm đọc sách ngàn lần Nghĩa nó tự hiểu Sách này đọc một ngàn lần Quý vị sẽ khai ngộ Tự nhiên sẽ hiểu Vì sao vậy? Vì tâm đã định Định liền khai trí tuệ Trí tuệ liền thấu triệt Chính là như vậy Không có gì là kỳ lạ Người xưa đọc sách cầu trí tuệ Nhà trường hiện nay đều cầu tri thức Hai vấn đề khác nhau Chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng Trong đời này của chúng ta Không để thời gian qua đi uổng phí Nhất định phải đi theo con đường giới định tuệ này Là con đường mà các bậc thánh hiền đã đi Con đường này tốt đẹp hôm nay hết giờ rồi chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật